tội tình cho con. Lời Phật dạy con nay vẫn nhớ, giúp cho đời việc thiện thế gian. Nếu mà có gặp trái ngang, trái tim con cũng dễ dàng thứ tha. Sống trên đời nghĩa hiệp bao dung, nếu mai sóng gió bao bùng, mái chèo cua lái không chùn gian chuồn. Lời Phật dạy con rất ân cần, không bao giờ làm điều ác hại. Lấy nhân nghĩa diệt bạo tàn, lấy khoan dung để bỏ qua lỗi lầm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam